Dự kiến thời gian cao điểm nắng nóng mùa hè năm nay, nhu cầu sử dụng nước sạch ở Hà Nội cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 đến 10%. Các đơn vị chức năng của thành phố đã chủ động lên phương án vận hành khai thác nguồn và điều tiết mạng cấp nước. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, một số khu vực vẫn sẽ thiếu nước cục bộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của VTC. Ông nhận định như thế nào về tình trạng cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua? Hà Nội trong những năm qua thì đã rất là cố gắng và tích cực thu hút cái đầu tư rồi công tác xã hội hóa để mà xây dựng các cái dự án cấp nước. Thì cho đến nay thì phải nói là cấp nước của khu vực đô thị đã người dân đã được 100% cấp nước đô thị. Nhưng mà nông thôn ấy thì mới đạt được 85%. Và mục tiêu cho hết năm 2023 này thì khoảng 90%. Thế thì nhìn thấy con số đó thì chúng ta thấy đó là một cái sự rất là cố gắng. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là do cái công suất cái nguồn cấp với lại nhu cầu và khả năng đáp ứng của mỗi khu vực nó có khác nhau. Cho nên là cũng có vẫn có cái hiện tượng là mà xảy ra cái cấp nước thiếu ở một số những cái khu vực, một số những vùng cụ thể. Còn về chất lượng nước ấy thì tôi cho rằng là ở khu vực thành thị thì nó cũng đã đảm bảo được cái quy chuẩn theo quy định của Bộ Y tế, nhưng mà ở nông thôn thì vẫn chưa đạt được cái yêu cầu đó. Thế thì sau những cái đợt mà sự cố của năm 2019, kể cả vỡ ống rồi kể cả những ô nhiễm nước, thì Hà Nội đã có những cái biện pháp rất là cụ thể và đã tích cực xử lý được. Và đến bây giờ thì cái cấp nước của Hà Nội cơ bản là tốt, kể cả những cái mùa bình thường cũng như mùa nóng mà nhu cầu nó cao. Tuy nhiên là với cái mục tiêu mà đến năm 2030 mà cấp phủ sóng hết cho cái vùng nông thôn ấy, thì đòi hỏi Hà Nội phải cố gắng hơn nữa. Trong đó có cái việc là chúng ta phải xử lý cái nguồn tài chính, cái dòng tiền cho các nhà đầu tư như thế nào để họ yên tâm họ đầu tư vào những cái vùng nông thôn mà dân tiêu thụ ít, mà xây dựng những cái hệ thống mạng nó còn khó khăn. Dạ vâng, vậy thì các đơn vị cung cấp nước sạch thì cần làm gì để có thể đảm bảo cái nguồn nước mà đến tay người tiêu dùng trong mùa nắng nóng? Hiện nay thì cái nhu cầu nước của mùa hè của Hà Nội thì theo Sở Xây dựng Hà Nội tính toán thì tăng khoảng 5-10% so với những cái ngày của cái mùa bình thường. Thì tức là nhu cầu nó vào khoảng độ 1.250.000 đến 1.350.000 mét khối ngày. Thế thì trong cái đó tổng công suất Hà Nội nó vào khoảng 1.530.000 mét khối một ngày đi. Thì như vậy là nếu mà so cái tổng công suất với cái nhu cầu của cái mùa hè này thì chúng ta vẫn đảm bảo được. Tuy nhiên thì chúng ta thừa biết rằng là cái nguồn cấp ấy với lại cái nhu cầu của từng nơi với cái khả năng đáp ứng của từng nơi là nó không đồng nhất, không đồng đều nhau. Thế cho nên nó vẫn xảy ra những cái thiếu nước cục bộ. Thế thì cái biện pháp của chúng ta ngoài cái việc là chúng ta xử lý về giá, xử lý về tài chính, xử lý về các cái chính sách khác tạo thuận lợi cho tạo ra một cái cú hích cho các cái doanh nghiệp mà sản xuất nước để họ có điều kiện để họ bảo đảm tốt cái cung cấp nước, thì bản thân cái ngành nước ấy phải chú ý mấy cái giải pháp như thế này. Thứ nhất là trong cái mùa hè này phải chủ động phát huy hết, sử dụng hết cái công suất sản xuất nước. Bên cạnh đó vẫn phải có những cái phương án dự phòng trong cái trường hợp mà nó lại tăng đột biến cái nhu cầu để mà chủ động xử lý tình huống. Cái thứ hai là tổ chức điều hòa giữa cái nguồn cung ứng
với lại cái nhu cầu, và làm sao để cho nó đồng bộ, cho nó hài hòa nhau, để tránh xảy ra thiếu rồi thì mất nước vân vân giữa các nơi. Và cái thứ ba, cái điều rất là quan trọng là phải thường xuyên kiểm tra, phát hiện rồi xử lý cái việc hệ thống mạng, các cái đường ống bị vỡ, bị nứt, bị rò rỉ vân vân, để tránh cái hao đụt nước. Thế còn về chất lượng nước ấy, thì đòi hỏi là phải có hai việc là các cái doanh nghiệp cấp nước là phải làm để đáp ứng cái yêu cầu của người tiêu dùng nước. Một là cái nguồn khai thác nước ấy, kể cả nước ngầm và nước mặt, thì cái doanh nghiệp cung ứng nước ấy, là anh phải có trách nhiệm bảo vệ cái nguồn đấy, thường xuyên quan trắc để mà phát hiện những cái tình trạng có ô nhiễm hay không ô nhiễm, để mà có cái quy trình xử lý nó phù hợp với cái nguồn nước mà anh đưa vào để sản xuất nước sạch. Và cái thứ hai là Sở Y tế rồi thì Tài nguyên Môi trường rồi kết hợp với công ty nước với các cái ngành khác là phải thực hiện đúng cái việc định kỳ lấy mẫu xét nghiệm nước kể cả trước và sau khi mà chúng ta xử lý nước xong, để có cái biện pháp ứng xử kịp thời nếu như chất lượng nước không đạt theo quy chuẩn do Bộ Y tế quy định. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông.